Đấy, giới thiệu về con loa này, nó có hai đường mic này. Đấy, Đấy, hai anh đường em mic nhìn này nhá. để bật điện lên nhá. Hai đường mic. Đây là công tắc nguồn này. Công tắc Đây nguồn là đây nhá. Anh công em tắc để ý nguồn em này. nhìn nhá. Rồi. Đó, bật lên Đấy, bật này. nguồn lên. Thì đây là nút tổng này, master này. Máy volume master mà. Volume master này. Thì đây là volume của cái đường rách này, nó là cắm thẳng vào điện thoại để chơi luôn, nó có cáp đi theo. Ồ hay đấy, Cắm đấy. thẳng điện thoại để ghi quay video luôn. Để kiểu Đấy. kiểu thua bên trong đấy nhỉ. Còn nếu anh em không thích chơi ồn ào mà tập buổi tối thì anh em có thể cắm tai nghe vào đây Đúng và anh em vặn cái volume mình lên, rồi. còn vặn tịt cái main volume mình thì nó sẽ không ra loa nữa Và và nó chỉ ra tai nghe thôi. đúng rồi, ra volume của Đấy, tai nếu nghe anh thôi. em có box stereo thì anh em đánh vào đây và cũng quay bằng điện thoại mà ra âm thanh stereo thì lại mua thêm một cái box stereo của tôi nữa. Đấy, đây là master Ok. tổng này. Về về phía trên này, hai đường mic này thì có thể cắm mic thường 6 ly Hoặc là Canon. hoặc là jack Canon và bật 48V lên là chúng ta À, Phantom. dùng Phantom Ok, micro Phantom. Đường mic 1 chỉnh gain riêng, verb riêng, reverb riêng và là ba chép. low hi bass treble riêng. Đường mic 2 gain riêng, reverb riêng, low hi riêng. Cũng riêng và Đấy, có hai đường guitar cho chúng ta. Đây, hai đường đường guitar guitar anh 1, em đường cắm guitar thoải mái. 2. Có hai volume riêng. Hai volume Đấy. riêng. Bass tab và reverb. Đây, đây là reverb. Còn đây là chorus này. Crust À, chorus. Đây là delay. delay Delay. Đấy. cái đấy cho micro À, cái này không, cái này là cho đàn. cho đàn. Ok, Còn verb của đàn riêng. À, góp verb đàn và echo của đàn riêng, còn effect của mic là micro riêng. riêng. Đấy. Ngoài ra anh em có thể là đây, nhấn vào cái nút này thì nó sẽ bật Bluetooth lên. Bluetooth vãi Đây, đái volume của Bluetooth đây. luôn. Nếu mà vặn như này là trừ, vặn này là cộng. Con loa Còn đấy nếu thế anh à? em mà kết nối mà nghe YouTube chẳng hạn thì choặc phát này là nó nhảy bài, choặc phát này nó lùi. Còn nếu mà giữ như này thì nó to nhỏ. Giữ như này là to nhỏ. Hoặc anh em có thể cắm USB bit vào đây. Bit Đấy, nó rất là tiện lợi như thế. quá Ngoài tiện ra lợi, thì là con này quá hay. đây là anh em có thể đang hát có thể nhấn cái này là tịt tổng luôn, Tịt tổng luôn đúng mute không? đấy. Đấy. Hàng xóm chửi Đấy, là đây là đèn báo pin này. Đèn báo ấn pin này. luôn. Đấy, pin chạy được bao nhiêu lâu? Con này chạy được 6 đến 8 tiếng. Đấy, anh em Nếu mang mà đi hết cỡ là picnic. 6 tiếng, còn là nếu mà nhờ trung bình thì được 8 tiếng. Anh em mang đi picnic thì có Thoải thể mái. chơi thoải mái. Công suất của em nghĩ là 120W. Đấy, công suất là 120W nhé. Đấy, Đấy. 120W là tha hồ Rất chơi rồi. nhẹ. Nặng bao cân anh biết không? Con này chừng độ khoảng 5 5 6 cân gì đấy. Quá ngon. Đấy. À, hệ thống loa là đây. Đặt nằm được, đặt đứng Hai được. loa bass 16 Bát 16 và hai loa tép. hay là tép ở trên. Đây là loa stereo chứ không phải mono nhá. Stereo nhá. Hai kênh luôn đấy, Hai kênh. RL riêng biệt đấy. Đúng rồi, left right riêng Left gì. right và hai tép cho mỗi kênh một bass một tép. Tép hay nhỉ anh. Đấy. Chắc thế. Ok. Rồi. Adapter À, đây. sẽ test âm thanh sau. Đây là giới thiệu chức năng. Cảm ơn anh em nhé. Thank you. Đấy, anh em cần nhu cầu thì Đức Nhã đang rất tâm huyết với cái bộ Amply này và hai anh em chúng tôi đang làm để giới thiệu đến anh em chơi nhạc ở Hà Nội cũng như các tỉnh để chúng ta có một cái sản phẩm rất tiện lợi cho cả đàn và hát. Đấy, có hai đường đàn, hai đường hát rồi Bluetooth rồi USB rồi đủ kiểu các cả. Rồi là chạy cả pin, chúng ta có thể mang đi chơi picnic và chúng ta chơi, chúng ta sạc đầy đây, chúng ta có thể chơi và không cần phải cắm điện. Mình thấy cái Amply này, liền loa này là cái Amply hiện nay là rất rất là hay. Vì Đức Nhã đã dùng rất nhiều các loại rồi, từ Fender rồi Bose rồi JBL vân vân đủ loại, nhưng mình thấy cái con này nó rất nhẹ nhàng và gọn, nó cho công suất chúng ta đủ dùng. Ok, cảm ơn anh em, Đức Nhã sẽ demo âm thanh sau nhé. Thank you, bye bye. Chúng ta nhìn lại mặt em nói nhé, em này để đang để nằm. Chúng ta có thể có lỗ để vào cột cũng được. Chúng ta chơi hai 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 chiếc. Và chúng ta cũng có thể để dựng đứng lên. Đấy, đây là đang để nằm, chúng ta có cái tay xách đây. Ta dựng đứng lên được. Đấy. Con này là 120W. Còn con này là 80W cũng vậy thôi. Đấy, về cấu tạo như vậy thôi. Hẹn gặp lại anh em sau nhé. Thank you, bye bye. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên lạc với Đức Nhã nha. Chúng ta sẽ có bộ âm ly chơi ngon lành gành đào luôn. Bye 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 bye.